không? Ừ, và ngày mai tôi muốn mình tập ở ngoài trời được không? Ờ, ok. Ok. Hôm nay mình tập ở đây nhé. Ở đây sao? Bạn làm tốt đấy. Hay là chúng ta xuống dưới hồ nhảy đi. Dưới nước sao? Ừ, nhanh nào. Caribe hay không, nhưng mà Johnny Depp mà gặp Hồ Vĩnh Khoa chắc cũng phải chạy xa, bởi vì là Hồ Vĩnh Khoa hôm nay là lấp lánh hơn rất là nhiều. Và bây giờ xin mời giám khảo Khánh Thi ạ. Tôi thích bài nhảy này. Nhưng không phải tôi thích toàn bộ. Tôi thích cái phần đầu vì tôi thấy nó rất là nam tính, và những cái lúc mà Hồ Vĩnh Khoa làm với nhạc, những động tác này và cái phần hông của Hồ Vĩnh Khoa đẩy lên về phần đằng trước, nó đúng cái tính chất của cái điệu nhảy Paso Dop, đấu bò tót. Và Hồ Vĩnh Khoa làm giống như một matador, là một cái người chuyên dùng cái kiếm để đấu với con bò. Thế nhưng mà cái phần cuối bài á, thì tôi thực sự nhá, tôi không thích cái phần anh nhảy trên nước đâu. Nó không ra được cái tính chất, bởi vì cái nước nó không bắn lên được đủ độ. Và cái âm nhạc lúc đó nhiều khi là làm cho anh mệt và anh đỡ nữ, nó lại không thành công lắm. Nhưng mà từ đầu bài đến cuối bài, Hồ Vĩnh Khoa giữ được cái form của cái điệu nhảy Paso. Tôi không dám nhìn Hồ Vĩnh Khoa lúc mà Hồ Vĩnh Khoa cởi ra, bởi vì tôi thấy không cần thiết. Nhưng mà đủ đẹp, đủ nam tính, với tôi thế là đủ. Vâng, còn giám khảo Trần Lê, chị muốn nói gì ạ? Tôi luôn luôn thấy tiếc bởi vì các bạn thiếu một cái sự điên rồ. Ừ. Các bạn không, không, khi mà các bạn biểu diễn, các bạn phải quên mình đi rất nhiều. Các bạn không còn là các bạn nữa, mà các bạn cũng không, tức là không còn gì tồn tại cái thế giới này nữa, mà các bạn phải cháy bùng lên tất cả. Tất cả những cái điệu Paso Dop ấy, là trong mình phải có một cái tiềm ẩn, một cái sự rất là kiêu hãnh. Cái sự kiêu hãnh đấy Hồ Vĩnh Khoa có. Hồ Vĩnh Khoa có sự kiêu hãnh, nhưng em không toát đủ ra để cho tôi cảm nhận thấy là một cái sự kiêu hãnh của một người đàn ông rất là trưởng thành. Bởi vì chỉ có người đàn ông trưởng thành mới đấu bỏ tót. Những người đàn ông non không bao giờ có thể đấu được bỏ tót. Bởi vì người ta dùng trí tuệ của người ta,
dùng cái ánh mắt của người ta để người ta thu phục con bò, và cuối cùng bằng cái sự thôi miên từ ánh mắt đến ánh mắt đấm chết con bò chứ không dùng kiếm. Chưa chắc đâu chị Ly, cái này thì có thể em nghĩ là không cần phải trưởng thành đâu, nhiều khi tôi chỉ rằng là đám tuổi bé gái trưởng châu không à? Không thì tôi hy vọng là anh ấy trưởng thành hơn đối với tôi cảm nhận là nếu như dũng mãnh hơn, trưởng thành hơn và điên rồ hơn như thì vậy, tôi yêu ngay Ly đó. Thế có lẽ là ngày hôm nay là Hồ Vĩnh Khoa là gu của Khánh Thi rồi ạ. Xin mời chị giám khảo Đoan Trang. Thật sự thì Khoa rất là hiền. Cái tính cách của em ở ngoài đời, cái những gì em hoạt động chị trong nói cái Khoa hiền mà Khoa đang gồng lên kìa chị. cái Trang lo là với ba số đốp lê thì Khoa sẽ làm gì. Nhưng mà Khoa đạt được cái điều, một cái dũng mãnh của một cái người đấu bò, nhất là trong cái vũ điệu freestyle hôm nay á, là các bạn cũng không cần phải đi quá đúng với cái điều đó, các bạn cũng có thể phá cách chút xíu. Tuy nhiên dĩ nhiên chị Trần Lily nói em cũng phải rất là để ý là cái tinh thần, đúng không? Và đối với chị cái tinh thần đó là đủ, nhất là những cái lúc mà cái âm nhạc dồn lên, hai người có những cái giao lưu với nhau. Và cái âm nhạc chọn như vậy là một cái sự thông minh, bởi vì nó dồn lên liên tục làm cho mình cảm thấy rất là hấp dẫn. Và Anna, I'm your fan. Tôi you're so cool dancer with the short and black white hair. You look very outstanding, you know. I love you guys. Tôi muốn bỏ hoàn toàn nhảy với nước. Chỗ đấy không đủ thời lượng để các em nhảy với nước chả giải quyết vấn đề gì. Hôm nay chắc là nếu như các em chết với Lily nhờ Khánh chết ngay trên sàn thì tốt hơn. Sao lại hoàng lại hoàng lại tay hai người ra rồi anh nói thế này này. Từ đấy là hai người cứ cãi nhau về chuyện con bò mà tôi thật sự theo tôi đâu cãi nhau về con bò. Hôm nay thì là Khoa không đấu bò, Khoa đấu mèo. Thật là như thế. Tôi không thấy ba số đốp ở đây, tôi không thấy tính chiến đấu ở đây, tôi chỉ thấy một cái sự gọi là nói sao nhỉ, nó cũng là một cái chàng trai học việc mà đang gọi là hình như bắt đầu mới thực tập với lại một con bê thôi chứ anh nói giỏi ghê, hóa từ mèo sang bê đó nhưng mà anh Hoàng ơi, ai cũng bắt đầu công việc gì với chân học việc hết ạ. Xin cảm ơn nhận xét từ ban giám khảo, xin cảm ơn Hồ Ba và Anna. Các bạn thân mến, hàng tuần thì chúng tôi nhận được rất nhiều video clip gửi tham dự cuộc thi khán giả cùng khiêu vũ. Và các bạn hãy nhớ rằng phần thưởng dành cho video thắng cuộc hàng tuần đó chính là 10 triệu đồng tiền mặt và một chiếc điện thoại di động Nokia Lumia 920. Các bạn hãy nhớ truy cập vào website buocnhayhoanvu.vtv.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ chúng ta sẽ trở lại phía bên trong cùng với Đông Nhi. Xin chào Hồ Vĩnh Khoa và Anna. Tối nay Hồ Vĩnh Khoa có một hình tượng rất là khác lạ và cuốn hút trong bài biểu diễn vừa rồi. Và đây là chương trình Bước Nhảy Hoàng Vũ đầu tiên mà có một phần dàn dựng rất độc đáo với nước như vậy. Vậy thì Khoa có thể chia sẻ thêm một chút ý tưởng của mình khi mà chọn quyết định nhảy với nước không? Khoa muốn đem một cái gì đó mới lạ đến cho chương trình và Khoa cũng rất là cảm ơn là công ty đã hỗ trợ hết mình cho Khoa trong cái điệu nhảy này. Và Khoa mong là mọi người sẽ rất là thích nó và sẽ ủng hộ cho Khoa thật là nhiều. Xin cảm ơn rất nhiều và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo. Và bây giờ là số điểm từ ban giám khảo. Giám khảo Trần Lily 8, giám khảo Lê Hoàng 7, giám khảo Khánh Thi 9, giám khảo Đoan Trang 9. Xin chúc mừng Hồ Vĩnh Khoa và Anna và hãy bình chọn cho cặp đôi Hồ Vĩnh Khoa và Anna với mã số 05. Nhớ nha quý vị, 05 và gửi về tổng đài 7457. Xin cảm ơn. Kết quả vé số.com. Kết quả vé số.com.